Đăng ảnh tự xướng đẹp trai, Lương Thế Thành bất ngờ nhận được lời trách móc từ vợ. Cặp đôi đẹp của màn ảnh nhỏ Thúy Diễm - Lương Thế Thành đã chính thức nên duyên vợ chồng được gần một năm. Kể từ khi về chung một nhà, cặp đôi chưa bao giờ khiến người hâm mộ thôi ghen tị vì cuộc sống hôn nhân ngọt ngào hạnh phúc. Bên cạnh những giây phút tình tứ, đôi vợ chồng son thường xuyên trêu đùa nhau làm ai cũng bật cười vì độ siêu dễ thương nhí nhảnh của họ. Mới đây, Lương Thế Thành đăng lên trang Facebook cá nhân của mình một số khoảnh khắc selfie trong xe ô tô thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nam diễn viên điển trai chia sẻ do đi event nên hơi điệu một chút và nhìn tươi vậy chứ đang đói bụng muốn xỉu. Lương Thế Thành khoe những bức ảnh tươi không cần tưới. Ánh mắt và nụ cười này không chỉ khiến Thúy Diễm mê mệt mà còn đốn tim biết bao cô gái. Ngay lập tức, Thúy Diễm vào bình luận đi không thèm hôn vợ luôn nha, khiến ai cũng phải ghen tị với hạnh phúc của cặp đôi. Trước lời trách móc dễ thương của bà xã, nam diễn viên nhẹ nhàng giải thích là vì trễ giờ nên anh chàng mới không kịp hôn tạm biệt vợ. Cặp tiên đồng ngọc nữ của màn ảnh Việt không ngại thể hiện tình cảm trước đông người và dành cho nhau những lời nói xến xúa nhưng mang tính sát thương cao cho người hâm mộ. Trường Giang thấy buồn cho showbiz vì Tóc Tiên không nhận ra người quen. Tóc Tiên thú nhận cô và ca sĩ Triệu Lộc đã quen biết từ lâu khi còn học ở nhạc viện thành phố nhưng vẫn không thể nhận ra. Ngay lập tức Tóc Tiên bị trách móc, Trường Giang phán một câu buồn cho showbiz. Tối qua, chương trình Mặt Nạ Ngôi Sao tập 9 đã mang đến nhiều diễn biến thú vị. Đặc biệt, ngoài ba nghệ sĩ Trường Giang, Thu Trang và Tóc Tiên, tập này còn có sự xuất hiện nghệ sĩ Hai Tiến Luật, ông xã của Thu Trang. Nam ca sĩ đi giày lấp lánh được Trường Giang dự đoán là Đàm Vĩnh Hưng. Trong phần thi của hai thí sinh có biệt danh Đi Về Phía Mặt Trời và Tối Nay Thiên Sứ Ghé Nhà, cả hai cùng hòa giọng qua bài hát Sầu Tím Thiệp Hồng. Trường Giang cho rằng thí sinh Đi Về Phía Mặt Trời là nghệ sĩ Thanh Thủy, còn Tiến Luật cho biết thí sinh đang đội tóc giả và thực ra là nghệ sĩ Ngọc Dầu. Với Tối Nay Thiên Sứ Ghé Nhà, mười khó dự đoán là một diễn viên ca sĩ từng học ở trường điện ảnh sân khấu Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tên của anh là một bộ phận không thể thiếu của xe máy. Tóc Tiên quan sát đôi giày lấp lánh cùng với chiếc bông tai của thí sinh để suy đoán. Dựa vào gợi ý này, Trường Giang lên tiếng khẳng định đó là nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Tóc Tiên phủ nhận và cho rằng thí sinh trẻ hơn thì chỉ có thể là Dương Rượu Vũ. Tiếp đó, thí sinh nữ Đi Về Phía Mặt Trời trổ tài hát ca cổ qua trích đoạn Lan và Điệp. Trường Giang tiết lộ nữ nghệ sĩ có dòng dõi gia đình toàn là nghệ sĩ. Thu Trang dự đoán là Thanh Ngân, còn Tóc Tiên cho rằng đó là Quế Trân. Ở vòng này, Đi Về Phía Mặt Trời có số phiếu cao hơn nên được bước vào vòng trong. Với danh tính của anh chàng Tối Nay Thiên Sứ Ghé Nhà, nếu Tóc Tiên giữ vững quan điểm là nam ca sĩ Dương Triệu Vũ, thì vợ chồng Thu Trang Tiến Luật tâm đầu ý hợp khi cho rằng đó là nam diễn viên Bá Thắng. Đúng như cặp vợ chồng nghệ sĩ Hai dự đoán, chàng diễn viên Bá Thắng là người chơi bị lật mặt sau khi thể hiện ca khúc bài Tango Cho Em. Nam diễn viên Bá Thắng chia sẻ, mình chọn tên này là vì rất thích đi du lịch châu Âu nhưng chưa được đi lần nào, và trong lễ hội hóa trang ở bên đó, người ta đeo mặt nạ để không phân biệt người giàu hay kẻ nghèo khó. Anh mong tất cả mọi người đều là thiên sứ chứ không phải là quỷ dữ như Trường Giang. Nói đến đây, bạn trai Nhã Phương đứng hình, còn Tóc Tiên thì vỗ tay phấn khích. Thu Trang nói, đã có người giết hắn thay ta. Trường Giang uất ức, úp mặt vào tường 5 phút để tưởng nhớ những điều tốt đẹp mình làm cho diễn viên Bá Thắng. Sự hài hước của anh khiến khán giả cười nghiêng cười ngã. Màn giao lưu còn sôi nổi hơn bao giờ hết khi Tiến Luật hấp hôn Thu Trang ngay trên ghế nóng. Tiến Luật hôn Thu Trang say đắm không ngừng khiến Trường Giang phải lên tiếng dừng lại vì ghen tị. Mười khó còn cho biết muốn lan truyền nụ hôn sang người bên cạnh, ý ám chỉ Tóc Tiên, nhưng cô nàng đã nhanh chóng nhận ra ý đồ đen tối của danh hài và đứng bật dậy để né. Hoàng Yến Chi bi buồn khi phải rời cuộc chơi. Trong diễn biến tiếp theo, cặp đôi nắm lùng Mario, mèo ú đi biển kết hợp với nhau qua ca khúc Tình Là Sợi Tơ. Trường Giang khen tiết mục rất dễ thương, Tóc Tiên cũng đồng tình và cho rằng hai bạn thí sinh mặt nạ này còn rất trẻ. Thu Trang dò hỏi nắm lùng Mario có nhớ mẹ không vì đã lâu ngày hai người không gặp nhau. Thí sinh ngây ngô tự hỏi mẹ mình là ai, khiến Thu Trang chân hững và muốn cạn lời. Để tiết lộ thêm thông tin cho hai đội, nắm lùng Mario và mèo ú đi biển được yêu cầu nhảy để ban bình luận giám định. Hai thí sinh nhảy trên nền nhạc Roly Poly của Tiara và bị Trường Giang tố cả hai ở ngoài đời nhảy vô cùng xấu, làm cả hai cười ngại ngùng.
Tóc Tiên cho rằng chị ba Mèo Ú Đi Biển là một người rất trẻ, thích nhạc K-pop và là á quân một cuộc thi. Trường Giang bồi thêm thí sinh hiện đã có người yêu. Tiến Luật còn cho biết cô nàng là người miền Bắc và không ai khác đó chính là Lê Thị Dân, khiến mọi người cười bò. Kết quả nắm lùng Mario có số phiếu bầu chọn cao hơn và bước vào vòng trong. Với Mèo Ú Đi Biển, Tóc Tiên cho rằng thí sinh là Hoàng Yến Chibi, còn Trường Giang dự đoán là nữ ca sĩ Cẩm Ly. Thu Trang vẫn tiếp tục trung thành với suy đoán là Phạm Văn Mách. Tuy nhiên, sau khi được Tóc Tiên gợi ý nickname thí sinh là Mèo Ú, nên Thu Trang đã đổi dự đoán thành Trác Thúy Miêu. Tuy vậy, Tiến Luật lại không cùng quan điểm với vợ. Anh đồng ý với ý kiến của Tóc Tiên, khi cho rằng nghệ sĩ mặt nạ đó là Hoàng Yến Chibi. Cô nàng Mèo Ú Đi Biển thể hiện solo ca khúc Bỏ Mặc Quá Khứ. Và đúng như dự đoán, danh tính của thí sinh chính là Hoàng Yến Chibi. Hoàng Yến Chibi chia sẻ khá buồn vì phải chia tay với cuộc thi quá sớm. Nữ ca sĩ Hà Thành mong muốn thử sức mình trong một thể loại nhạc khác và hy vọng khán giả sẽ luôn ủng hộ mình trong những hoạt động nghệ thuật sắp tới. Vì dự đoán sai, Trường Giang và Thu Trang phải thực hiện hình phạt chương trình đề ra là đeo một chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh với cặp chân mày tự nhấp nháy để chọc cười khán giả trên ghế bình luận. Tóc Tiên bị trách móc vì không nhận ra người quen. Cặp đôi bá tước bóng đêm Tiểu Bạch Mã kết hợp với nhau qua nhạc phẩm Thương Nhau Ngày Mưa. Tiết mục này khiến ban bình luận nổi da gà vì cả hai sử dụng giọng hát quá hay và tuyệt vời. Thậm chí Tiến Luật còn năn nỉ thí sinh hát lại vì chỉ nghe mà quên đoán. Trường Giang và Tóc Tiên cho rằng thí sinh nam có giọng hát giống Dương Triệu Vũ. Với thí sinh nữ, Trường Giang nhận xét thí sinh này diễn giỏi, hát trữ tình hay, ca cải lương tốt và hát nhạc buồn quá đỉnh. Tóc Tiên nghi ngờ tên thí sinh liên quan tới một dòng sông và có thể là sông Hương. Mọi người đều căng não, suy luận trước gợi ý này của Tóc Tiên. Thu Trang nói lại tên của thí sinh là Sương, khiến mọi người bật cười. Kết quả Tiểu Bạch Mã giành được chiến thắng và điều này đồng nghĩa với việc bá tước bóng đêm bị lật mặt. Anh thể hiện ca khúc Đừng Ngoảnh Lại và vị danh tính của nam ca sĩ Triệu Lộc. Thành viên nhóm nhạc Aizer, anh đã từng đoạt giải nhì cuộc thi Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền Hình năm 2008. Tóc Tiên thú nhận cô nàng và ca sĩ Triệu Lộc đã quen biết từ lâu khi còn học ở nhạc viện thành phố nhưng vẫn không thể nhận ra. Ngay lập tức, Tóc Tiên bị trách móc ngay từ đầu đến cuối chương trình, đều liên tục không đoán được người quen. Trường Giang phán một câu buồn cho showbiz khiến khán giả cười hả hê. Tập 10 Mặt Nạ Ngôi Sao sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 20:30, thứ tư ngày 8 tháng 3 trên kênh HTV7. Tuổi thơ, tuổi nhục và cuộc hôn nhân đầu bất hạnh của Việt Hương. Sự việc bị danh ca Hương Lan dạy bảo vì diễn hài thô tục trong đám cưới định bảo tại Mỹ, diễn viên hài Việt Hương trở thành tâm điểm chú ý của dư luận suốt mấy ngày qua. Câu chuyện tưởng chừng đơn giản bỗng trở nên lùm xùm bởi lời qua tiếng lại giữa những người trong cuộc. Thay vì trực tiếp đàm thoại với nhau, thì cả danh ca tiền bối lẫn hậu bối trong nghề chọn cách đăng đàn lên Facebook. Cuối cùng, cả ba nhân vật chính đều viết lên những bức tâm thư để chốt lại câu chuyện mà họ vô tình tạo nên. Sau tất cả, danh hài Việt Hương vẫn là người gánh chịu nhiều búa rìu dư luận nhất và công chúng lại thêm một lần tò mò về con người cũng như cuộc sống đời tư của chị. Thiếu vắng hơi ấm của cha từ thuở nhỏ, Việt Hương may mắn sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nhưng hạnh phúc chẳng tày gang khi cha mẹ chị sớm chia tay. Cha Việt Hương, nghệ sĩ xiếc Lâm Bằng, vì quá bận rộn với những chuyến đi diễn mà nhiều lần khiến vợ con khóc thầm. Việt Hương từ nhỏ đã mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng chị cũng giống như bao cô gái khác với trái tim nhạy cảm. Mỗi lần đau ốm, Việt Hương thèm sự âu yếm ân cần từ cha, chỉ tiếc là công việc cuốn ông đi chẳng một phút ngừng nghỉ. Lớn lên một chút, Việt Hương đã bước vào con đường mưu sinh bằng nhiều công việc khác nhau để phụ giúp mẹ. Từ ca hát, biểu diễn tới dọn dẹp phụ bàn, chị không nề hà việc gì miễn có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Việt Hương từng rơi nước mắt tâm sự, nhiều lúc bị người ta vùi dập, vừa đau vừa ức, chạy xe ngoài đường mà nước mắt chan hòa với nước mưa. Nhưng bản lĩnh và sự gan lì trong cô bé Hương không cho phép chị gục ngã. Mình phải vươn lên để họ không đạp xuống được nữa, nữ danh hài chia sẻ. Vật lộn với cuộc sống đầy cay đắng, nhưng điều khiến Việt Hương buồn nhất không phải sự hắt hủi của người đời, mà là vì quá khao khát tình cha, chị nói. Ngày trước tôi thấy buồn vì thiếu tình cảm của người cha, thèm có cha đứng bên xoa đầu, xoa lưng mỗi khi mình bệnh. Nhưng bù lại bên tôi luôn có tình thương yêu vô bờ của má, đối với tôi tuổi thơ như thế là đẹp rồi. Cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc,
Nhìn hình ảnh Việt Hương hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, ít ai ngờ được rằng trước khi đến với người chồng hiện tại, nữ danh hài từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ. Nói về lần đứt gánh giữa đường của mình, Việt Hương ngậm ngùi thừa nhận rằng mình đã sai và có lỗi với người chồng cũ. Tôi thừa nhận thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên là do tôi đã sai khi không vun vén hạnh phúc gia đình. Khi mình đẩy gia đình chồng ra đường ăn cơm, không chăm lo cho tổ ấm có nghĩa mình không tốt. Có gì sai tôi sẵn sàng nhận và tìm cách để sửa sai. Nữ diễn viên còn bảo tất cả chỉ do tuổi trẻ háo thắng. Cái tôi quá lớn khiến cô cho rằng mình luôn luôn đúng còn mọi người đều sai. Trong khi một cuộc hôn nhân muốn tồn tại lâu dài, cần có sự dung hòa và rộng lượng. Vì quá tự tin và quá đề cao bản thân mình, nên lúc ấy cô đã có suy nghĩ sai lầm là mình làm ra được tiền thì mọi người phải có trách nhiệm cung phụng mình. Thế nên, mỗi lần đi diễn về là Việt Hương bỏ bê luôn trách nhiệm của người làm vợ, làm dâu. Chưa bao giờ nghĩ đến việc đi nấu ăn cho gia đình mà chỉ muốn ra ngoài ăn. Chính sự lơ là trong việc vun vén trong gia đình đã khiến cho cuộc hôn nhân của cô lâm vào bế tắc. Vợ chồng ngày càng xa cách và tình cảm không thể hàn gắn. Trải qua một lần đổ vỡ như thế, cô ngộ ra được nhiều điều về cuộc sống và những điều mà một người phụ nữ cần phải làm để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vậy nên, khi đến với người chồng hiện tại, nhạc sĩ Hoài Phương, cô đã biết rút kinh nghiệm. Việt Hương biết dìm cái tôi của mình lại để giữ gìn quan hệ vợ chồng. Chúng tôi có nhiều điểm khác nhau lắm, vì anh người Bắc còn tôi người Nam. Chồng tôi là nhạc sĩ, ca sĩ, còn tôi là diễn viên hài nên càng không liên quan. Nếu có những va chạm, tôi thường bỏ ra ngoài, còn anh sẽ vào phòng thu để làm những gì mình thích. Tuy nhiên, trong bữa cơm chiều, hai vợ chồng sẽ nói chuyện và ai sai, người đó sẽ nhận lỗi rồi sửa chữa. Những sai lầm trong quá khứ đã giúp cô có hạnh phúc viên mãn trong hiện tại. Một người chồng hết mực yêu thương mình và một cô con gái xinh xắn. Trải lòng về cuộc sống gia đình hiện tại, Việt Hương chia sẻ. Hai vợ chồng cùng nhau làm mọi thứ, từ dọn dẹp nhà cửa nấu ăn. Khi chúng tôi quyết định mua đất, xây nhà, cả hai phải lo từng viên gạch, sắm sang đồ đạc. Đến lúc đó tôi mới nhận ra, ồ đây mới là gia đình, còn trong quá khứ thì không.